Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nhật ngữ Hoa Sen. Hôm nay cô sẽ cùng với các bạn tiếp tục học mẫu ngữ pháp mới trong kiến thức N5 nhé. Hay, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về số lượng từ. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học cách sử dụng lượng từ ở trong câu như thế nào nhé. Cô có câu là tôi đã ăn táo, ringo o tabe masta. Vậy khi nói cụ thể hơn rằng tôi đã ăn hai quả táo thì chúng ta sẽ nói là Ringo o futatsu tabemashita. Futatsu là hai quả đúng không nào? Rồi, ở công viên có đứa trẻ. Ngày trước chúng ta nói là koen ni kodomo ga imasu. Bây giờ chúng ta muốn nói ở công viên có hai đứa trẻ thì chúng ta sẽ nói là koen ni kodomo ga futari imasu. Hay, hãy cho tôi cà phê thì nói là kohi o kudasai. Vậy khi nói hãy cho tôi một ly cà phê, chúng ta sẽ nói là kohi o hitotsu kudasai. Hay futatsu, futari, hitotsu là những lượng từ và nó được đặt ngay trước động từ, ngay phía trước động từ trong câu và đặt ở phía sau các trợ từ. Hay đặt ở phía sau trợ từ và đứng trước động từ. Cô có mẫu cấu trúc cụ thể như sau. Hay danh từ đi với trợ từ. Rồi sau đó sẽ tới lượng từ và động từ ở cuối cùng. Hay, số đếm thường được đứng ngay trước động từ mà nó bổ nghĩa và giữa số đếm và động từ sẽ không có trợ từ đứng giữa. Nè, tức là lượng từ đặt trước động từ và không có trợ từ ở đây. Không có gá, ní hay ố ở đây nữa nhé. Cô có câu như sau. Tôi đã mua 4 cái bánh mì. Ai, 4 cái là yotsu. Vậy thì đã mua 4 cái bánh mì sẽ là pan o yotsu kaimashita. Chúng ta có thể thấy là lượng từ được đặt phía trước động từ kaimashita. Nè. Rồi tiếp theo, tôi đã ăn 3 cái bánh kem. 3 cái sẽ là mitsu. Bánh kem là keki. Dewa keki o mitsu tabemashita. Hay, tôi đã ăn 3 cái bánh kem. Hay, tiếp theo, ở nhà thì có 1, 2, 3. Có 3 chiếc xe hơi. Ở nhà có 3 chiếc xe hơi. Câu tiếng Nhật sẽ nói là Uchi ni kuruma ga sandai arimasu. Hay, đếm máy móc, đếm xe cộ sẽ là dai đúng không nào? 3 chiếc sẽ là sandai. Sandai arimasu. Này, bà có 3 chiếc xe hơi ở trong nhà. Tiếp theo, khi muốn hỏi có mấy cái, cách hỏi sẽ là ikutsu. Vậy thì khi hỏi ở trong lớp có mấy cái ghế vậy, chúng ta sẽ hỏi là kyoshitsu ni isu ga ikutsu arimasu ka? Này, thì chúng ta sẽ trả lời là có mấy cái nào? Có 20 cái ghế đúng không nào? Từ 11 trở lên thì chúng ta chỉ cần dùng số từ là được. Này để bà Niju arimasu. Có 20 cái. Nè. Rồi, tương tự khi mà hỏi ở trong lớp có bao nhiêu học sinh nữ vậy? Này, có bao nhiêu học sinh nữ? Vậy thì khi hỏi có mấy người thì chúng ta dùng nghi vấn từ là nanin. Vậy thì kyoshitsu ni onano gakusei ga nanin imasu ka? Hai, nanin imasu ka? Có hai bạn thì chúng ta sẽ trả lời rằng là futari imasu. Hai, futari là hai người đúng không nào? Có hai người sẽ là futari imasu. Hay, cô lặp lại một lần nữa nhé. Những số lượng từ được đặt ngay phía trước động từ và phía sau trợ từ trong câu. Hay, bài của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Arigato gozaimashita.